Xin chào các bạn, hiện nay trên tay mình đang là sản phẩm báo cháy Elitech IS101. Hiện nay mà thì trong thiết bị của nó gồm một cái sách hướng dẫn, hai ốc và một cái thiết bị báo cháy và một cái cục pin nhà bán hàng để sẵn, là cục pin là 9V. Thì đầu tiên mình sẽ thực hiện cái thao tác là lắp pin và kiểm tra coi cái này có sử dụng được không đã. Mình sẽ xoay xéo lại, tại đây có hai khớp, mình sẽ xoay xéo và rút ra. Rồi, cái này là loại pin 9V nha. Thì ở trong này nó sẽ có cổng cắm pin vào đây. Mình sẽ lấy ra. Nhìn đấy nó để lắp bình thường. Rồi, và mình sẽ lắp pin vào đúng theo chiều này. Rồi mình sẽ để vào lại. Rồi, các bạn muốn kiểm tra xem thiết bị đã hoạt động chưa thì ở đây có một cái nút này. Mình sẽ ấn đè giữ. Đây là cái nút test. Các bạn ấn xuống thì nó sẽ hú lên. Rồi, như vậy là sản phẩm này đã hoạt động bình thường rồi. Thì tiếp theo mình sẽ nhờ một anh kỹ thuật khác kiểm để thực hiện cái giả lập báo cháy cho các bạn. Các bạn cần lưu ý là cái thiết bị này không phải có khói thì nó sẽ báo liền, mà phải có đủ cái lượng khói tụ vào trong cái bộ này thì cảm biến nó mới nhảy lên và nó sẽ hú. Rồi, bây giờ mình sẽ giả lập thử cho các bạn. Đây, khi có khói tụ vào nó sẽ báo liền. Và khi khói tản ra thì nó sẽ hết báo. Rồi, như vậy là khói đã tản hết thì nó sẽ ngừng, tự động ngừng lại thôi.